ok chưa? Ok luôn nè. Hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ Mô Tô em nha. Thì hôm nay em có mặt cửa hàng xe máy của anh Lâm Phạm nha quý anh chị. Ở chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe đi làm nè, quay nè, rim nè, đầy đủ luôn anh chị ơi, có tay ga luôn nha. Đó thì giá cho quý anh chị mình đi làm rất là rẻ nha quý anh chị. Đó, ở đây là địa chỉ 72/3 khu phố 2, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương nha quý anh chị. Đó, và số điện thoại thì chi tiết em có để trên màn hình ha quý anh chị, mình ở xa đi không được thì mình cứ liên hệ số điện thoại giúp em ha. Thì cửa hàng nghe nói là cũng có ship xe cho quý anh chị mình ở xa luôn đó, thì hôm nay rất là nhiều xe luôn nha. Đây chị nha, thì mình sẽ nhờ anh Lâm để giới thiệu các dòng xe trong cửa hàng của ảnh và đọc biển số cho quý anh chị mình dễ mua nha. Ok rồi, em chào anh Lâm. Rồi chào em. Đó thì cửa hàng mình cũng có ship xe ở xa đúng không anh? Rồi đúng rồi, có đi ship các tỉnh mà. Ừ, ok ha, quá ok luôn. Cho em xem chiếc đầu tiên này đi anh. Chiếc này là kêu sao ha? Rim này là rim Hàn Quốc. City lên rim á. À đúng, bánh bánh cầm nha quý anh chị. À, màu cũng khá đẹp nè. Xe này biển ở đâu anh ơi? 63 Tiền Giang em. 63 Tiền Giang, ok. Giá chiếc này là bao nhiêu anh? Này 4.7 triệu. 4 triệu 7 thôi. Các anh em mình ở còn xa đồ. Ship luôn là 4.9 triệu. Ừ. Bao ship về tới tỉnh là 4.9 triệu. Ở xa đồ đi không được thì mình bao ship luôn ha. Ừ. Giá cả thì còn thương lượng gì nữa không anh? Không, là đúng giá cho anh em để bán, để lại. Ừ. Rồi ok. Đó thì đây. Đây kế tiếp đây nữa anh ơi. Đây. Con này cũng tương tự như bên đây ha. Cũng vậy luôn, cũng nó luôn rồi. Đẹp quá. Cái dòng xe này là 110 đúng không anh? Này rim 110 trăm. Rồi, biển số này biển số 62 Long An. Ừ, biển số 62, đây 63 này quý anh chị ha. À, xe biển số 62. Cho quý anh chị mình dễ mua nha. Chiếc này là giá nhiêu anh? Chiếc này 4.8 triệu. 4.8 triệu. Ok luôn. Thì để cặp ngoài quốc lộ quý anh chị. À, bụi quá trời bụi luôn. À, ngoài bay vô bụi quá chưa có vệ sinh được, mình quay liền cho anh chị luôn. Đường đang làm bụi quá rửa lên nó mới toan à. Ok luôn. Rồi, cho em tham khảo chiếc này đi anh. Cái này là 4.5 triệu. 4.5 triệu anh. À, bánh mâm luôn. Rồi, chiếc này biển ở đâu anh? Biển số 36. 36 Thanh Hóa ha. Thanh Hóa. Ok. Rồi chiếc trong luôn đi anh. Đây thì ghim quá trời luôn. Đây là Shenzhen của Hàn Quốc, hiệu Shenzhen của Hàn Quốc. Con này anh có thể trang trang vô đó anh dò mấy biển số giúp em không? Rồi rồi ok. 72 Vũng Tàu. Dạ, yeah. Giá là nhiêu anh? Con này nó là giá nó khoảng 4.8 triệu. 4.8 triệu nha. Okay. Xe đẹp. Nó xe dàn áo len ken, máy bao em. Len ken luôn, còn quá đẹp luôn nè. Thì quý anh chị mình cứ mua về mình đi đổ xăng cho mình cứ đi thôi, đi làm vô tư luôn nha mấy dòng xe này. Còn chiếc trong luôn anh ơi. Chiếc mười sau, chiếc trong là biển số 35 Thái Bình. Ừ, 35. Giá là bao nhiêu anh ha? Này là Dahan nha, Dahan của Hàn Quốc luôn, nó là 42. 4.2 triệu anh? 4.5 triệu là ship về tới nơi. 4.5 triệu là ship tới nhà luôn. Tỉnh nào cũng ship về là cứ 200-300 là về tới nơi. Ok. Còn chiếc trong luôn anh? Chiếc trong là biển số Long, xe Long Xin đời đầu. Ừ. Cái đấy là 4.5 triệu. 4.5 triệu ha. Đấy, chị rất là nhiều nha. Thì xe khá là nhiều á, mình không thể chen chút vô đó quay cho chị coi được ha. Biển số 53 thành phố nha, ừ. Chiếc Long Xin đó đó. Biển số thành phố luôn. Ok. Rồi ra đây thì có những cái dòng như là quay nè quý chị. Quay Trung Quốc, quay Hàn Quốc đều có hết luôn. Đây còn rim tím. Đây 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 một chiếc này quên nữa chứ. Chiếc này là biển số 60. À. Long Xin luôn.
Ok, có giá là bao nhiêu anh? 4,5 triệu. 4,5 triệu. Máy móc gì quý anh chị không bao em bao thì, em bao cho khách là bao em luôn, bao đầy đủ nha. Nói chung cửa hàng thì buôn bán rất là lâu rồi, rất là uy tín nha quý anh chị, cứ yên tâm. Rồi trong đây luôn đi anh. Chiếc City Land Dream. City. Con này biển là biển số 51. 51H1004. Chiếc này nó màu đẹp quá. Quá đẹp luôn nè. Giá cái này là nhiêu anh? 4,8 triệu. 4,8 triệu thôi. Rồi mình ship về tận nhà quê luôn là bao nhiêu anh? Nó là khoảng cỡ 5 triệu là về tới nơi nha. Ok nha quý anh chị nha. Màu rất là đẹp nha. Đấy. Rồi trong nguyên một lô xe rim. Còn ở trong đó là ghim ở trong á, từ từ quý anh chị nha. Ghim ở trong đó là cũng khá là đẹp luôn nha. Đấy. Rồi. Thì giới thiệu sơ quý anh chị là những cái dòng xe quay thì chưa dọn á quý anh chị mà muốn mua về mình dọn á thì mình cứ đến cửa hàng nha. Thì giá dao động từ bao nhiêu anh? 2,2 triệu, 2,3 triệu một chiếc là có xe. Rồi ok, rất là nhiều luôn nha quý anh chị, cứ lựa chọn. Thì biển số thì em thấy là rất là nhiều tỉnh khác nhau luôn nè. Đó, quý anh chị mình muốn mua về dọn đi thì mình cứ mua, giá rất là rẻ nha. Rồi vô đây thì những chiếc xe quay Trung Quốc, Hàn Quốc rồi đều có nè, giá bèo bèo luôn. Trung Quốc, Hàn Quốc có hết. Đầu tiên là chiếc màu xám xi măng này đi anh. Màu xi măng 60 đồng nai. Con này là bánh căm thắng đĩa luôn nè. Giá con này là bao nhiêu em? 4,7 triệu. Nhầm. Rồi 4,7 triệu. Ok nha. 4,7 triệu. Rồi bên đây luôn anh ơi. Rồi cứ 4,7 triệu một chiếc á. Ở đây là cái hàng này là 4,7 triệu. 4,7 triệu một chiếc luôn. Cái này là Honda Sino. Rồi con này cho em xem cái biển số là ở đâu anh? Này là biển số 28 ngoài Bắc. Rồi chiếc bên đây luôn anh ơi. Đây là biển số 98 của ngoài Bắc luôn. Rất là nhiều màu nha, màu độc lạ luôn, rất là đẹp nha anh chị. Còn hai chiếc này là biển số ở Bình Phước 93. Dạ. Đấy. Đây, màu này nè, màu này khá là nổi luôn nè. Thối thêm màu đen ở sau nữa đây. Đó, thêm cái mạc nó quá là đẹp luôn. Rồi, ở dãy trong đó là giá sao anh ha? Trong này là xe Hàn Quốc. Quay Hàn Quốc ha. Màu đẹp nữa. Quá đẹp luôn. Rồi, chiếc vàng đó cho em coi cái biển số là số mấy anh? Vàng này biển số 35. 35. Còn chiếc hồng này anh? Chiếc hồng biển số 37. 37 nha. Giá nó là bao nhiêu anh? Khoảng 5 triệu. Hàng này là 5 triệu hết. Hàng dãy trong đó là 5 triệu nha quý anh chị nha. Rất là nhiều luôn. Thì về phần xe màu thì quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại giúp em nha. Thì quý anh chị mình muốn biết biển số mấy cái xe ở trong thì mình có liên hệ số điện thoại đi, ảnh sẽ tư vấn quý anh chị mình ha, chi tiết và ship xe luôn. Ở trong đó nó hơi chật hơi xa quá, có quay kia quay đỏ đó là vô hết nguyên con Empire luôn. Chứ quay đỏ là biển 59 nè, thành phố luôn. Con đó là giá nhiêu vô anh? Vô hết nguyên con Empire luôn. Con đỏ là giá nhiêu ha? 5,6 triệu. Con này thì khá đẹp luôn, khá cứng luôn nè. Đó. Em lên em quay ảnh đĩa nên. Rồi ok, từ từ anh. Ở đây cũng có cái chiếc tay ga AB hay sao nè. Máy rất là ngon nha. Vô nguyên anh pha luôn. Đừng có chết lắm. Đấy. Ok chưa? Rồi, 5,6 triệu. Ok. Vô nguyên em pha hết luôn ạ. Dạ. Rồi, chiếc trong đây luôn anh mình vô đây rồi. 5 triệu. Trong này là xe Hàn Quốc. Cái biển số đâu anh? Biển số 70 Tây Ninh. Rồi ở trong đây luôn anh, màu hồng nữa nè. Biển số 36 Thanh Hóa. Dạ. Màu hồng.
Ok ha. Rồi ra đây cho em xem cái chiếc tay ga, chiếc AB đầu bò này là anh bán luôn hay sao anh? Không, xe đó cho anh đi. Xe đó đây đang đi hả? À, để đi. Rồi. Rồi, vô đây mình tham khảo thêm dòng quay. Đây. Đây quay A. Quay A. Rồi, chiếc trong cùng đó là quay A là của Hàn Quốc. Còn xe này là của thằng Li Phan. Dạ. 3,5 triệu. 3,5 triệu thôi. Mấy bao em? Dạ, cái chiếc đó là biển ở đâu anh? Anh đi vô trong đi, em đứng ngoài cho anh đọc biển số giúp em đi. 51 thành phố. Biển 51 luôn, có 3 triệu mấy à. Rồi. Rồi qua đây quay A luôn anh. Quay A Hàn Quốc. Con này là biển ở đâu anh? Biển 36. 36 à, 36 luôn. Giá con này là bao nhiêu anh? Nó là khoảng 4,5 triệu. Tầm 4,5 triệu à, 4,5 triệu đổ lại nha. Rồi chiếc màu vàng này biển ở đâu luôn anh ơi? Cũng 36 luôn. 36 luôn ha. Cũng giá cũng vậy luôn anh. Cũng giá đây. Tầm 4,5 triệu ha. Còn chỗ này là quê em ta. Con này quê em ta nha. Con này biển ở đâu anh? Con này biển số thành phố. Biển thành phố luôn. Giá nó là bao nhiêu hết? Con này 5,4 triệu. 5,4 triệu. Nói chung thì xe tùy nào cũng nấy quá nha các bạn. Thì các cái dòng xe ở đây thì về phần máy móc thì mình cứ chạy ok, vui về đổ xăng vô mình đi thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi tiếp theo luôn anh ơi, dài dãy qua này nè, còn rất là nhiều màu nè. Con đấy là con màu tím, đó là biển số 38 Nghệ An. Con đấy là 4,9 triệu. Con này ha, 4,9 triệu hết một hàng nữa luôn. 4,9 triệu là một hàng này của anh chị ơi. Ồ, màu quá trời luôn, quá trời màu đẹp luôn nè. Rồi mình sẽ vô trong mình quay cái biển số của anh chị mình dễ mua nha. Đấy, đây con màu tím, tím hồng hồng nè. À, biển là 78 nha. Rồi kế bên luôn là 28 38 và 36, và cuối cùng là 60 nha anh chị. Đó, màu xanh ngoài là 60. Đó, màu rất là đẹp nha. Rồi trong đây cũng có luôn. Trong đây anh giới thiệu chiếc màu này trước đi anh. Con này là màu xanh đọt chuối, màu xanh ken. Dạ. Biển ở đâu anh? Biển số 36 luôn. Giá nó là bao nhiêu ha? 4,5 triệu. 4,5 triệu. Rồi tiếp theo là chiếc màu vàng này luôn anh ơi. Màu vàng nổi quá nè, quá đẹp luôn. Con này 39. Biển là 39 à? À 39 Biên Hòa Đồng Nai. Dạ, giá luôn anh ơi. 4,5 triệu. 4,5 triệu. Rồi. Rồi chiếc màu này luôn anh ơi. Rồi 4,5 triệu luôn, biển số 33. Đấy. Rồi bên đây luôn anh ơi. Rồi biển số 17 Thái Bình. Còn quay này là biển số 48 Đắk Nông. Dạ. Còn ở trong đó luôn anh. Biển số 49 Lâm Đồng. Dạ, giá là sao hả anh? 4,5 triệu. Ba chiếc này à, đồng giá 4,5 triệu bằng giá nha. Quá trời nhiều màu luôn, màu đẹp đẹp không. Rồi vô đây thì cũng có quay này nha mọi người, và ghim. À, 4 chiếc ghim luôn anh chị. Rất là xịn nè. Rồi chiếc ghim đầu tiên là biển ở đâu anh? Biển số 63 Tiền Giang. Đấy ha. Rồi quá ok luôn nè. Rồi giá nó là bao nhiêu anh? 4,5 triệu. 4,5 triệu cho một chiếc ghim. Ok anh. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Con này là biển số 74. Con này như có lên cái đầu đèn đẹp quá nè. Đèn là, nó gắn đèn lap á. Đèn này rất sáng lắm nè. Giá chiếc này là nhiêu anh? 4,6 triệu. Con này là vô đồ rim Thái nhiều. 4,6 triệu. Rồi bên trong luôn anh ơi. 4,5 triệu.
con đó là biển đâu anh nhớ biển số thành phố, hai con biển số thành phố, hai con này là biển thành phố luôn. Là giá con trong là nhiêu anh? À 4.6, hai con đấy là một con 4.6. Ok, xe dàn áo mới lắm quý chị. Nói như dòng xe này mua về đổ xăng cho mình đi rất là ok luôn nha, rất là bền. Rồi ở đây thì em thấy còn như là hai chiếc quay nè, và chiếc trong kia Allegan. Allegan hả? Xe hãng ít của em. Chiếc đó là giá nhiêu anh? Chiếc đấy 5.5 triệu. 5.500.000. Rồi chiếc này là biển ở 68 Kiên Giang. 68 luôn. Rồi chiếc đây thì 78. 78. Con này 60 Đồng Nai. Giá hai chiếc này ngoài này là bao nhiêu anh? Quay nè. À 4.5 triệu một chiếc. 4.5 triệu một chiếc. Đấy. Màu rất là đẹp luôn nha, rất là nhiều màu. Đó, quý anh chị mình đến đây tha hồ lựa chọn luôn. Giá cả thì khác nhau nha quý anh chị, từ 2 triệu đổ lên là quý anh chị có xe đi nha. Và những xe chưa dọn còn trong kia nữa kìa. Mình vô đây giới thiệu còn luôn trong đây, anh. Trong nữa, phải mấy chục chiếc. Rồi trong đây luôn. Đó, nếu quý anh chị mình thích mua những dòng xe về mình dọn đi là đi á. Thích dọn kiểu gì á, quý anh chị cứ vô đây. Đây. Rất là nhiều nha. Đấy, ở ngoài trước ảnh cũng có đậu một dãy ở ngoài luôn á quý anh chị, đầu clip cũng đã thấy rồi nha. À, mua về mình dọn đi giá rất là rẻ nè, tầm triệu ngoài 2 triệu à. Này 2.5 triệu nè, dàn áo đầy đủ nè. 2.5 triệu là có dàn áo đầy đủ luôn. Trong đây. Đó, biển là 23 36 36. Con này là biển ở đâu anh? 36 luôn. 36 hay. Đó, trong đó là biển 36 luôn. 36 luôn. Đấy. Đây, dàn áo đầy đủ luôn là giá nhiêu anh? 2.5 triệu. 2.500.000. Còn này 2.2 triệu đây. 2.2 triệu. Có chiếc nào 1 triệu ngoài vậy không anh? Con này 1.2 triệu xe lôi. 1.2 triệu à. Xe này là chuyên lôi mấy cái thùng hàng nha anh chị, rất là mạnh nha. Đây cái máy nè. Đó, nếu anh chị mình chịu khó mua về mình dọn đi thì ok. Đó, dàn áo mới tinh luôn. 1.2 triệu. Ok. Rồi, thì quý anh chị có nhu cầu thì mình cứ nhanh tay mình liên hệ số điện thoại, hoặc mình đến cửa hàng gần đây thì mình cứ đến cửa hàng, địa chỉ là 72/3 khu phố 2 An Phú, Thuận An, Bình Dương nha quý anh chị. Cửa hàng xe máy của anh Lâm Phạm, chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe đi làm, quay, ghim, ga, tay ga đầy đủ luôn. Chiếc tay ga này anh có bán không anh? Không, xe để đi. Xe đang đi hả? Rồi ok anh. Rồi cảm ơn anh, em chào anh. Rồi ok, cảm ơn anh nha. Rồi video mình sẽ làm tới đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo.